kênh Bất Động Sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, quý anh chị. Một bên là thành phố Bà Rịa, mà một bên là thị trấn Long Điền nha. Hôm nay em đang có đứng tại đường Hồ Duy Tăng và đường Võ Thị Sáu nha quý anh chị. Ngay ngã ba, ngay đây là trường học mẫu giáo quốc tế nha, trường mầm non quốc tế nha quý anh chị. Đối diện lô đất của mình đây. Còn đường nhựa này là đường Hồ Duy Tăng, ra chạy thẳng ra là vòng xoay hai con rồng nha quý anh chị. Đó, sau này cao tốc nó về hai vòng xoay hai con rồng luôn nha. Đó, lô đất mình là đón cao tốc luôn. Đó, đối diện là trường mầm non song ngữ quốc tế nha. Style nè. Đó. Nói chung chỗ này mình rất thích hợp và kinh doanh quán cà phê nha quý anh chị. Đó, làm quán cà phê lớn chỗ này là rất ok luôn, tại vì phụ huynh hay đón học sinh đây nè. Đó, chiều chiều lại rất là đông nha. Đó. Đây, còn hướng này về thành phố Bà Rịa, cách thành phố Bà Rịa là hơn một cây số thôi nha quý anh chị. Cách trung tâm thành phố Bà Rịa là một cây số thôi, tại vì đất của mình là thuộc là phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Lô đất hai mặt tiền luôn nha. Hai mặt tiền luôn. Còn hướng ngược lại, hướng này là về trung tâm thành phố, trung tâm thị trấn Long Điền nha quý anh chị, về chợ Long Điền nè. Về nói chung gần đây có điện máy xanh rồi các thứ, nói chung đầy đủ hết nha quý anh chị. Đây, sản phẩm mình là một lô đất này nha quý anh chị. Nói chung giờ này nó cũng chiều nó hơi chói tí nha quý anh chị. Hai mặt tiền luôn. Mặt tiền đường Hồ Duy Tăng này nè. Là 37m nha quý anh chị. Đây, 37m nha. Mặt tiền Hồ Duy Tăng. Còn mặt tiền Võ Thị Sáu bên kia. Mặt tiền này. Mặt tiền bên này là 23m. 23m6 nha quý anh chị. Tí nữa em sẽ test quy hoạch, em quay sổ cho quý anh chị xem nha. Đây, hai mặt tiền luôn. Mặt tiền đường Võ Thị Sáu là 23m, còn mặt tiền đường Hồ Duy Tăng đối diện trường mầm non này thì 37m nha quý anh chị. Nói chung ở lô đất này rất thích hợp làm quán cà phê nha. Đó, tại vì khu dân cư đây ở kín rồi mà chưa có quán cà phê nào lớn hết cho quý anh chị. Đó, tại đối diện trường học nữa, tại phụ huynh hay đón hay đưa đón rất thích hợp làm quán cà phê. Nhưng mà giá chủ hạ giá này bán còn mềm, rất là mềm nha quý anh chị. Hôm bữa nó kêu 9 tỷ 3 lận, nhưng mà hôm nay chốt là 8 tỷ 8 nha quý anh chị. 8 tỷ 800 triệu nha, hai mặt tiền. Phủ hồng hết luôn nha quý anh chị, có 90 thổ cư nha. Tổng diện tích của mình là 627m² nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thích lô đất hai mặt tiền liên hệ cho em nha. Đường này đường Võ Thị Sáu này. Đi lên trung tâm thành phố Bà Rịa tầm đúng một cây thôi nha quý anh chị. Lô đất mình là thuộc là phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa nha. Còn phía bên kia song ngữ, trường học song ngữ á, phía bên đó là thị trấn Long Điền nha quý anh chị, tại vì mình giáp ranh giữa thị trấn Long Điền và thành phố Bà Rịa nha. Đối diện cái này mình qua trường học này mình làm quán cà phê rất thích hợp luôn. Rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Hai mặt tiền luôn. Một mặt tiền là 23m rưỡi, một mặt tiền là 37m nha quý anh chị. Đối diện quán cà phê, đối diện trường mầm non song ngữ này. Quý anh chị nào mà thích lô đất thì liên hệ cho em nha. Nói chung bây giờ chủ hạ giá còn chỉ có 8 tỷ 8 thôi. Quý anh chị nào mà thiện chí alo cho em nha. Lô đất cực kỳ đẹp luôn nha. Nằm trung tâm luôn. Quý anh chị nào đầu tư thì liên hệ cho em để em quay sổ cho quý anh chị xem. Đây có sổ bên đây cho quý anh chị, thửa đất số 68 tờ bản đồ 35 này, địa chỉ là phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Tổng diện tích là 627,3m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 90 thổ cư cho quý anh chị, còn lại cây lâu năm nha. Đây. Thửa đất mình Hồ Duy Tăng với là Võ Thị Sáu này. Thửa đất mình nằm đây nha, để em test quy hoạch cho quý anh chị xem luôn. Đây. Đó. Đường này Hồ Duy Tăng, đường này Võ Thị Sáu lên thành phố Bà Rịa nha. Mặt tiền bên này là 37m này. Mặt tiền này là 23m4, 23m6 này. Hai mặt tiền luôn nha quý anh chị. Lô đất mình nằm đây. Nói chung lô đất mình đã rất thích hợp làm quán cà phê đồ quý anh chị. Bên này là trường học bên này rồi. Phủ hồng hết rồi nha. Không bị dính quy hoạch nha quý anh chị. Đường nè không bị dính nha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha.